Các anh chị đang được mời gọi tham khảo một cơ hội kinh doanh mới. Trước hết, chúng tôi yêu cầu các anh chị hãy đừng vội phán đoán, đừng vội nghĩ rằng mình đã nghe, đã biết và đã hiểu tất cả. Chúng tôi mời các anh chị hãy lắng nghe, hãy tìm hiểu và sau khi nắm chắc được các chi tiết, hãy quyết định. Trong cuộc sống, chúng ta luôn có sự chọn lựa. Chúng ta có thể tự làm chủ lấy chính bản thân mình hoặc phụ thuộc và để người khác quyết định cho mình. Trong vài phút tới đây, các anh chị sẽ có quyết định hoặc là thay đổi cuộc đời mình bằng một hướng đi mới hay tiếp tục làm những gì mình đang làm. Năm 2003, khoa học đã khám phá ra cấu tử cơ bản của tế bào di truyền, cho phép chúng ta hiểu được căn nguyên của sự lão hóa và cuộc chạy đua để tìm suối nguồn tươi trẻ được bắt đầu. Trong cuộc đua đó, Nu Skin là một công ty đầu tiên và duy nhất đến đích và đã khám phá ra được nguồn gốc của sự tươi trẻ và tìm ra phương pháp ngăn chặn tuổi già từ căn nguyên. Nhiều công ty nói họ khác biệt với những công ty khác. Nhưng có bao nhiêu công ty có thể chứng minh được điều đó? Nu Skin, với gần 30 năm lịch sử và liên tục phát triển, với mức thu nhập đạt kỷ lục 1.7 tỷ Mỹ Kim và tiếp tục tăng trưởng, phát triển và phân phối trên 50 quốc gia toàn cầu, có cổ phần trên thị trường chứng khoán, được bầu chọn là một trong 100 công ty đáng tin cậy nhất, được công nhận là một công ty có ảnh hưởng tốt qua các chương trình từ thiện, đã giúp đỡ hơn 235 triệu bữa ăn cho các trẻ em nghèo, được tuyên dương là một công ty có tính cách sáng tạo nhất với một đội ngũ nghiên cứu hàng đầu, hơn 75 khoa học gia làm việc toàn thời gian, hợp tác với các khoa học gia nổi tiếng thế giới, đem kỹ thuật nghiên cứu về công trình chống lão hóa lên một bước tiến mới, nghiên cứu các tế bào di truyền, kỹ thuật ageLOC được xây dựng trên quá trình hơn 30 năm, nghiên cứu chống lão hóa độc quyền để cho ra đời những sản phẩm độc đáo đáp ứng cho nhu cầu chống lão hóa toàn cầu. Một loạt những sáng chế độc đáo và tiếp tục đầu tư vào tương lai, giúp đỡ con người nâng cao chất lượng cuộc sống với các sản phẩm độc đáo và cơ hội có 102. Nu Skin đã trả hơn 8 tỷ Mỹ Kim tiền huê hồng và con số tiếp tục gia tăng. Cứ mỗi 5 ngày, có một người lập được doanh thu 1 triệu trở lên từ công ty. Bằng chứng ở nơi Nu Skin, con người, sản phẩm, văn hóa và cơ hội giúp cho Nu Skin trở nên một công ty thực sự khác biệt. Sau đây là một đoạn video khác từ những đài TV và những người đã sử dụng các sản phẩm của Nu Skin. That the way to get through it effectively and not only survive but thrive
is to just innovate like crazy. And that's what we're doing within our product lines, and that's what we're doing within our sales channel. Sự lão hóa không phải chỉ bắt nguồn từ bên ngoài, nhưng là do tác động từ bên trong. New Skin là công ty duy nhất có thể đo lường nồng độ oxy hóa một cách chính xác, đơn giản và nhanh chóng với chiếc máy Biophotonic Scanner. Đây là công cụ duy nhất và chỉ số đo có thể cho bạn biết để thay đổi chế độ ăn uống hay sinh hoạt hàng ngày để ngăn ngừa bệnh tật, sống lâu, sống khỏe. Với một công ty đang trên đà phát triển, những sản phẩm độc đáo và một cơ hội có 102. Bằng cách nào các anh chị có thể kiếm lợi nhuận từ cơ hội này? Đó là làm những việc mà trước nay mình vẫn làm. Anh chị đã từng giới thiệu cho bạn bè một cuốn phim hay, một nhà hàng ngon, một chỗ du lịch tuyệt vời hay là một chai dầu gội đầu tốt. Công việc này cũng như vậy, chúng ta đang đi tìm những người có khả năng giới thiệu với nhiều người. Một mô hình đơn giản và dễ hiểu để chúng ta thấy được sức mạnh của hệ thống và hình thức nhân rộng. Giả sử sau khi trải nghiệm sản phẩm, chúng ta giới thiệu với một người trong tháng đầu tiên. Sau đó, mỗi người trong hệ thống, kể cả chúng ta, cứ tiếp tục làm như vậy. Chúng ta sẽ có 1, 3, 7 và 15 người trong hệ thống trong 4 tháng. Và con số đó tiếp tục gia tăng gấp đôi mỗi tháng. Sau 12 tháng, anh chị sẽ có 4.095 người. Hãy tưởng tượng tất cả những người đó đều tiêu thụ 100 đồng mỗi tháng. Tổng doanh thu sẽ là 109.500. Với tiền thuê hồng tối thiểu là 5%, thu nhập của anh chị sẽ là 20.000 đô la mỗi tháng. Hình thức trả thưởng này không những cho phép anh chị hưởng tiền huê hồng của những người do mình giới thiệu trực tiếp, mà từ những người khác cho tới 6 tầng tối đa. Mục đích của anh chị là trở thành executive trong thời gian ngắn nhất và giúp những người trực tiếp của mình đạt được như vậy. Khi anh chị có một executive trực tiếp, doanh thu trung bình hàng năm của anh chị là 9.980 đô. Khi anh chị có 12 executive trực tiếp, danh hiệu của anh chị sẽ là Blue Diamond Executive và thu nhập trung bình là 535.000 mỗi năm. Có nhiều cách để kiếm thêm thu nhập, nhưng khác với các hình thức kinh doanh hiện tại, khi chúng ta chấm dứt thì thu nhập cũng chấm dứt. Qua hình thức kinh doanh này, con cái của các anh chị có thể thừa kế những quyền lợi do mình gặt hái được, hoặc anh chị có thể sang nhượng lại cho người khác. Và đây thật sự là một chương trình bảo hiểm tuyệt vời.